Hôm nay mình dẫn các bạn cách làm cái mẫu cài tóc hình bông hoa từ cái dây đuôi băng giống như thế này. Ở đây, trước tiên các bạn sẽ làm cho mình cái bông hoa. Để làm cái bông hoa, chúng ta chuẩn bị một cái miếng dây đuôi băng có cái đường kính giống như vậy để làm cái cánh hoa. Chúng ta cắt bỏ cái phần thừa này đi. Sau đó các bạn sẽ hơ lửa cho cái phần cái đuôi này nó dính lại. Như thế là chúng ta đã vừa có được một cái cánh hoa. Các cái cánh hoa còn lại, chúng ta cũng sẽ làm tương tự như thế. Sau khi đã có được các cái cánh hoa rồi, lúc này các bạn sẽ dùng súng bắn keo để đính các cái cánh hoa dính lại với nhau để tạo hình bông hoa.
Lúc nãy chúng ta đã vừa tạo hình được cái bông hoa rồi. Các bạn sẽ chuẩn bị cái phần cái nhĩ hoa, chúng ta sẽ đính vào giữa. Chúng ta sẽ chuẩn bị cái phần cái đế ở bên dưới. Lúc này chúng ta đã vừa có được cái bông hoa. Sau khi đã có được cái bông hoa rồi, các bạn tiếp tục đến cái phần cái nơ. Chúng ta chuẩn bị cho mình hai cái miếng ruy băng. Sau đó các bạn chập đôi. Chúng ta sẽ dùng lửa hơ hai đầu nó lại trước tiên. Sau đó cặp đôi hai cái miếng ruy băng lại. Chúng ta dùng kim may quần áo. Các bạn may cho hai cái đầu này dính lại. Chúng ta đã có được một cái cánh. Ở đây chúng ta chuẩn bị cho mình tất cả là bốn cái cánh. Sau đó chúng ta sẽ dùng súng bắn keo để đính hai cái cánh dính lại. Lúc này chúng ta đã có được cái phần cái nơ.
Tiếp tục, các bạn sẽ quấn cái cây cài tóc. Chúng ta sẽ chuẩn bị cho mình hai cái sợi dây ruy băng. Trước tiên là các bạn sẽ đính hai cái đầu lại. Các bạn sẽ bắt đầu quấn hai cái sợi dây ruy băng. Cái sợi dây màu vàng khi đưa qua cái nó sẽ nằm ở dưới. Cái sợi dây màu tím đưa qua bên phải thì nó cũng sẽ nằm ở dưới. Các bạn sẽ quấn cho hết cái cài tóc cho mình.
Các bạn sẽ dùng cái súng bắn keo, chúng ta sẽ kết cái đầu còn lại của cái cài lại cho mình. Như thế là lúc này chúng ta đã vừa quấn xong được cái cây cài tóc rồi. Sau khi đã có được cái cây cài tóc, các bạn sẽ đính cái bông hoa lên trên cái cây cài trước tiên. Kế đến là hai cái nơ ở hai đầu. Và như thế là chúng ta đã vừa có được một cái cây cài tóc hoàn chỉnh.